Xin chào các em, trong video hôm nay thầy sẽ giới thiệu ông ta một câu min-max số phức ở mức độ vận dụng cao. Thực chất thì câu này nếu chúng ta nắm quen rồi thì cũng không đến mức độ là vận dụng cao đâu, chúng ta thấy nó ở mức độ đơn giản một chút thôi. Bởi vì cái dạng này thì chúng ta nếu các bạn nắm quen rồi thì khá là nhanh và nó đơn giản. Đó, thầy thấy thú vị với cái câu này bởi vì nó có những bốn ẩn và chúng ta có vẻ như người ta muốn chống Casio đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng Casio kết hợp thôi. Nói tóm lại ở mức độ cao như thế này thì chúng ta muốn hoàn toàn sử dụng Casio thì gần như không có đâu. Các bạn cứ lưu ý rằng là khi mà tầm cao rồi từ tầm khoảng 8 đến 9 thì chúng ta hoàn toàn dùng Casio để làm vậy. Bài toán như vậy thì nó rất là khó, gần như không có. Vậy chúng ta cần lưu ý rằng người ta phải sự kết hợp thì nó bài toán nó sẽ nhanh và nó hiệu quả. Rồi ok. Bài này thì chúng ta sẽ thầy sẽ sử dụng cái liên quan bất đẳng thức về vector một chút. Và thực chất thì số phức nó chính là biểu diễn của một cái điểm và điểm đó thì nó cũng quy thành một cái vector thôi. Thầy sẽ nói như sau này. Chúng ta nhất là nói qua về bất đẳng thức vector để áp dụng trong cái bài này cho nó dễ này. Bất đẳng thức này, chúng ta nếu cho hai vector AB ấy, cho hai vector A và B đó thì nói qua bất đẳng thức này thì ta sẽ có như sau này, ta có này, ta có là trị tuyệt đối của mô đun vector A trừ đi mô đun chính là gì, là độ dài đó đúng không nhỉ, vector B trị tuyệt đối nha thì luôn nhỏ hơn bằng này độ dài vector A cộng vector B đó và luôn nhỏ hơn bằng là độ dài vector A cộng với độ dài vector B. Đấy. Thì từ hai cái thằng này chúng ta sẽ tìm min và max được. Thế chúng ta thấy là tại sao ở đây chúng ta thấy rằng là vector A và vector B ấy, đó thì nếu dấu bằng trên này xảy ra khi cái vector A và B nó cùng hướng với nhau thì có phải độ dài vector A này cộng được của vector B cộng nhau thì nó sẽ cộng đại số của cái gì? À, cái độ dài hai thằng này vào. Thế còn trường hợp dưới này nhỏ nhỏ nhất ấy, khi mà hai vector nó ngược hướng nhau thì có trị tuyệt đối vì chúng ta không biết là độ dài vector nào nó lớn hơn đó thì ở đây chúng ta sẽ quy sang số phức thêm một cái số phức ấy một cái số phức Z1 này thì thực chất được biểu diễn về điểm A thực chất nó chính là vector OA đó đấy, tọa độ của nó chính là vector OA. Thế nói tóm lại cái số phức Z1 này nó chính là cái vector OA và Z2 ví dụ là vector OB, vì vậy thì chúng ta sẽ chính là vector OA OB nó đóng vai trò AB đây này. Vì vậy thì sẽ có một cái này là ví dụ như là một số phức Z1 cộng với Z2 đó thì luôn lớn bằng là trị tuyệt đối của mô đun Z1 trừ đi mô đun Z2 đó và luôn nhỏ hơn bằng mô đun của Z1 cộng với mô đun của Z2. Thực chất thì đây chính là gì? Ý nghĩa trong cái phần đường tròn mà ta vẽ ra hình hình học vậy đúng không nhỉ, tất cả hình học đưa ra. Vậy ở đây chúng ta thấy sẽ sử dụng cái thằng này rất là nhanh thôi. Thế thì chúng ta xử lý cái thằng này đầu tiên này, đầu tiên còn đầu tiên mà đây giá trị lớn nhất mà không giá trị lớn nhất chắc chắn là ta phải dùng cái thằng này rồi đúng không, nhỏ nhất thằng này nhỏ nhất đúng không thì phải dùng thằng bên này rồi đó. Vậy chúng ta có lớn nhất và nhỏ nhất, lớn nhỏ hơn bằng thì nó sinh ra cái thằng gì, à thằng lớn nhất đúng không, còn lớn hơn bằng sẽ sinh ra thằng nhỏ nhỏ nhất. Vậy thì ta sẽ có đây đây giống như là hai vector nhá, à hai cái điểm đây, ví dụ thằng này là giả sử này, ở đây chúng ta thấy này, đây bây giờ ta sẽ có này, ta có nhá, ta có mô đun của 3 Z1 cộng với 2 Z2 trừ đi 3Y được chưa. Thế thì cái này coi thằng này là Z1 này. À, đây coi thằng này là Z1 của trong cái biểu thức kia. Z1. Và cái thằng 3 trừ 3y là thằng Z2. Đương nhiên đây dấu cộng mà, đúng không nhỉ? Dấu cộng trừ không quan trọng đâu. Thì thằng này luôn nhỏ hơn bằng, nhỏ hơn bằng. À mô đun của 3Z1 cộng với 2Z2. Đấy mô đun nó cộng với mô đun của cái thằng trừ 3y. Được chưa? Vậy thì nhiệm vụ chúng ta cần tìm cái mô đun của thằng này bao nhiêu? Đương nhiên mô đun của 3y thì dễ rồi. Thế nhìn tìm thằng này thì quá là đơn giản rồi. Chúng ta sẽ có bấm máy Casio bấm ngay được cái ra luôn. Chưa đến ở khoảng 10 giây. Chúng ta bấm chưa đến 10 giây. Đó, ok. Rất là dễ. Nha. Thế thì lúc này chúng ta sẽ có này.
À, thầy sẽ hướng dẫn đây, cái thằng Z1 ta sẽ chọn thôi, Z1, Z2 chọn rất đơn giản. Vẽ cái. Các bạn xem video thầy cái phần này chọn thì quá là đơn giản rồi. Đây mình cho là Z1 đây. Z1 đây. Thì đây là 1. Z2 nó là gì? Z2 đây. Nó là 3. Mình tượng trưng thôi. Và góc này là 120 độ đúng không? 120 độ nhìn vẽ này hơi điêu đúng không nhỉ? 120 độ ở đây. Nhưng thôi kệ nó, hình ảnh mang tính chất minh họa nhá. Nhớ là hình ảnh mang tính chất minh họa. Đó. Minh họa thôi chứ không phải thực tế đâu. Thực tế chỗ này là sai đấy. Thôi kệ nó đi, mình không quan tâm lắm đâu. Vậy thì ta bấm thằng này như thế nào? Ba thì lúc này ta sẽ chọn cái thằng Z1 ạ. Z1 ấy là bằng một góc không. Một góc không chính là một, thôi không phải bấm góc gì cho mệt cả. Đó. Thế còn thằng Z2 nó chính là gì? Là ba góc 120 độ. Nếu chúng ta để độ thì để 120 độ. Còn nếu máy tính để radian thì chúng ta sẽ là gì? 120 độ là 2 pi trên 3 đúng không? 2 pi trên 3 đúng rồi. Đấy. Thế nhân 2 vào thì ta chỉ nhân 2 vào đây thôi. Ví dụ như 3Z1 thì chỗ này là bằng 3. 2Z2 thì đây chỗ này 6, nhân vào này bấm máy bình thường, người ta bấm máy nha. Nó sẽ ok ngay này, ra luôn kết quả. Rồi, bắt đầu này. Đây máy tính của thầy để radian thì mình sẽ chuyển sang độ đi. À, để độ cho đúng đúng không? Ấn 2 này. Rồi là 1 này, 1 là độ, được chưa? Để độ này, đây này. Rồi ta bấm bình thường thôi. Đây mình đang cần tìm module thằng này. Bấm số phức này, 1 2. Phức module này. Đây để module 3Z1, 3 nhân 1 là 3 này. Được chưa? Cộng 2Z2 cộng với 2 góc. À, 2Z2, 2 là nhân 3 6 luôn. Đấy. 6 góc. Tìm góc 120, 1, 2, 10 bằng 3 căn 3. Vậy chỗ này này, chỗ này này chính là bằng 3 căn gì? Căn 3. Thằng này module này được cộng 3 rồi. Cộng 3 rồi. Ok. Rồi nha. Tiếp tục này. À, ta chuyển sang đây để chúng ta tí nó bấm luôn này. Xong rồi thằng thứ nhất. Vậy thì đây chính là giá trị này này. Đó chính là m của nó đây, đây chính là bằng m0, m không lớn đấy, m0 lớn của chúng ta, được chưa? Rồi vậy m0 lớn bằng này. Tiếp tục này ta lại có là gì? Thằng này 3 z1 trừ 2 z2 cộng với 1 trừ đi 2y đúng không? Xem nào. Đúng rồi, trừ 2y. Rồi. Thì bây giờ muốn tìm min, min thì phải lớn hơn bằng đúng không? Lớn hơn bằng. Chúng ta sử dụng cái vế này trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối. À đây coi như thằng này Z1 trong cái biểu thức trên. Đây coi như thằng Z1 trong biểu thức trên. Và đây thằng coi như là Z gì? Z2. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy là module của gì? 3 Z1 trừ đi 2 Z2. Đúng không? Rồi trị tuyệt đối nha. Đây chỗ này trị tuyệt đối này. Trừ đi module của thằng này. Chúng ta không biết thằng nào lớn hơn mà. Ta cứ làm trị tuyệt đối đã. Còn tí thằng nào lớn hơn thì ta nên đảo ngược dấu thôi. 1 trừ đi 2y. Rồi ok. Thế bây giờ ta bấm module thằng này thôi. À bấm lại, lại bấm lại. Thì hôm nay là 3 thì 2Z2 đúng không? À, 3Z1 thì vẫn là 3 thôi. Thế còn 2Z2 thì chúng ta trừ 2Z2 thì ta bấm là gì? À, chỗ này là dấu trừ. Trừ 2Z2 2 ừ 23 là 6 đúng không? Vẫn là 6 rồi đúng rồi, bằng đây 3 căn 7, chỗ này là bằng bằng này 3 căn 7. 3 căn 7 chỗ này chắc chắn là căn 5 rồi đúng không? Trừ đi căn 5. Chỉ tuyệt đối nhưng mà chắc chắn 3 căn 7 nó lớn hơn căn 5 rồi, nên là ta bỏ chỉ đối luôn. Ok, dễ rồi đúng không? Bây giờ chắc là à, chúng ta cộng vào thôi, mạnh dạn cộng. Đây đây có hết rồi, đúng không? Suy ra đây là bằng m0. Trời ơi, dễ quá đúng không nhỉ? Vậy từ đấy suy ra ta có m lớn, m0 lớn cộng với m0 nhỏ. Thì bằng cộng vào thôi. À, viết đúng theo thứ tự nhá, 3 căn 7, 3 căn 7. Rồi trừ căn 5. Rồi cộng với 3 căn 3. Rồi cộng với 3, đúng không? Rồi. Vậy ta dễ dàng rồi, chứ đến đây mà không làm được nữa thì thôi nhỉ. Đấy, không có gì phải bàn nữa. Đúng không? Đến đây chúng ta sẽ dễ dàng thấy được là A bằng 3 này, B bằng -1 này, C bằng 3 này,
D bằng 3, vậy 3 cộng 3 cộng 3 trừ 1. Vậy là bằng 8, vậy đáp số là bằng 8. Đó, 8 thì đáp án B rồi. Ok, được chưa? Khoanh vào đáp án B, mạnh dạn khoanh đáp án B ra vẻ ok. Thế là chúng ta xong đúng không nhỉ? Ừ. Một được câu thì đấy khá là hay. Thực chất đấy, cái dạng này nếu chúng ta đưa quy đường chọn thì thôi, chúng ta sẽ tìm thằng này thì coi đặt thằng này vi kép này. Đúng nhỉ? Nếu chúng ta coi đường tròn thì đây đặt thằng này vi kép. Đó, vi kép 1 đi thì sẽ module của vi kép 1 sẽ nhỏ à, sẽ bằng bằng 3 căn 3. Vì vậy thằng này sẽ nhỏ hơn 3 căn 3 cộng với cái thằng gì? À, điểm này chính là đoạn này nó chính là MI đấy, đúng không? MMA đó, chúng ta sẽ thấy. Được chưa nhỉ? Rất là dễ thôi. Ok, cộng bán kính R đấy, đúng không? Thì chúng ta lưu ý như vậy, rất là dễ thôi. Thì đây là một câu thầy thấy đánh giá là khá là hay, được chưa nhỉ? Rồi, video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.